Chào các bạn đến với kênh Mind Body hay tâm trí và thể chất. Tôi tên Charlie Nguyễn, bác sĩ Charlie Nguyễn. Đề tài thảo luận hôm nay là các sinh tố tan trong nước và tan trong chất béo. Thứ nhất là các sinh tố tan trong chất béo. Nhóm sinh tố tan trong chất béo sẽ được hấp thụ cùng với chất béo ở ruột non. Chúng sẽ được lưu trữ trong các mô mỡ và gan, khiến chúng luôn sẵn sàng khi cần thiết để được dùng có bốn loại sinh tố tan trong chất béo sinh tố a hay retinol cần thiết cho thị lực cho chức năng hệ thống miễn dịch cho sức khỏe ở làn da và sự tăng trưởng được tìm thấy trong các thực phẩm như gan các sản phẩm từ sữa cá trái cây và rau quả màu cam màu vàng thiếu hụt có thể dẫn đến quán gà và các vấn đề về da và chức năng miễn dịch suy yếu dư thừa có thể gây độc và gây ra các triệu chứng như buồn nôn và các vấn đề về thị lực. Sinh tố thứ hai là sinh tố D hay canxi ferol. Sinh tố D thúc đẩy sự hấp thụ canxi cần cho sức khỏe của xương và răng, tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch và điều hòa tăng trưởng tế bào. Được tìm thấy trong cá béo và các sản phẩm từ sữa tăng cường. Sự tiếp, xúc với, sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời kích thích cơ thể sản xuất sinh tố D. Thiếu hụt có thể dẫn đến yếu xương, còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người lớn. Dư thừa có thể gây tăng canxi si máu và các vấn đề sức khỏe khác. Chất sinh tố thứ ba là sinh tố ơ hay tocopherol, hoạt động như một chất chống ốc xích hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra và hỗ trợ chức năng miễn dịch được tìm thấy trong các loại đậu, dầu thực vật và rau lá xanh. Thiếu hụt thì rất thì hiếm gặp, nhưng có thể dẫn đến tổn thương thần kinh và yếu cơ. Dư thừa có thể cản trở quá trình đông máu. Chất sinh tố thứ tư là sinh tố K hay là phyloquinone, cần thiết cho quá trình đông máu và chuyển hóa xương, được tìm thấy trong các loại rau lá xanh bông cải xanh và một số loại dầu thực vật. Thiếu hụt có thể dẫn đến rối loạn chảy máu và suy giảm sức khỏe của xương. Dư thừa thường không có tác dụng phụ. Các nhóm sinh tố tan trong nước Các sinh tố tan trong nước hòa tan trong nước và dễ dàng được cơ thể hấp thụ. Chúng không được lưu trữ với số lượng đáng kể và lượng dư thừa sẽ được bài tiết qua nước tiểu. Có 9 loại sinh tố tan trong nước như xin tố C hay axit ascorbic hoạt động như một chất chống oxy hóa hỗ trợ hình thành collagen hỗ trợ giữa lành vết thương và tăng cường hấp thụ sắt được tìm thấy trong cái cây họ cam quýt quả mọng hay berry cà chua và ớt xanh thiếu hụt có thể dẫn đến bệnh scorbut đặc trưng bởi mệt mỏi chảy máu nú răng và đau khớp dùng quá nhiều có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa Các sinh tố nhóm B như sinh tố B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 đóng vai trò thiết yếu trong chuyển hóa năng lượng, chức năng thần kinh, tổng hợp DNA và hình thành hồng cầu. Được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau, bao gồm ngũ cốc, ngũ cốc nguyên hạt, thịt, các sản phẩm từ sữa và rau xanh. Tình trạng thiếu sinh tố B có các triệu chứng riêng biệt tùy theo loại loại sinh tố B nhưng thông thường có thể bao gồm mệt mỏi, thiếu máu và các vấn đề về thần kinh. Dư thừa sinh tố B thường không đưa đến độc tính vì cơ thể sẽ bài tiết lượng dư thừa qua nước tiểu. Các sinh tố tan trong nước dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ cao và ánh sáng và có thể bị mất đi trong quá trình nấu nướng hoặc bảo quản thực phẩm. Một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng bao gồm nhiều loại thực phẩm là cách tốt nhất để bảo đảm cung cấp đủ lượng sinh tố tan trong chất béo và tan trong nước thực phẩm bổ sung có thể được khuyến nghị cho những người có tình trạng thiếu hụt cụ thể hoặc tình trạng bệnh lý theo hướng dẫn của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Đề tài đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong đề tài chất sơ trong thực phẩm ở video kế tiếp. Xin chia sẻ video cho những người thân yêu và để lại những ý kiến đóng góp. Cảm ơn các bạn.